xin kính chào quý vị và các bạn. Các bạn thân mến, hôm nay là ngày 17 tháng 10 năm 2019. Bên cửa hàng mình có xà kho thanh lý một cặp loa của hãng Soli, có model là SS571. Cái dòng này là hàng xuất nhé. Ê tăng còn rất là đẹp, tất cả các tuyến loa còn rất là mới và đẹp. Đây, thùng màu đen vân gỗ. Tất cả các góc cạnh còn rất là mới. Mình sẽ mở ê căng ra để mình quay nội thất bên trong. Đôi Soli SS571 này thì sử dụng 3 loa trên một thân thùng, gồm một bát 30cm màng giấy, một loa chung giấy và một loa chiếc titan. Còn này công suất của nó là 200W, trở kháng là 8 ohm, rất dễ ghép âm ly. Các bạn có thể ghép vào những cái dòng âm ly gì là cũng có thể chơi được. Ở giá thì rất là rẻ luôn, giá thanh lý cho các bạn là 5.500.000 đồng. Các bạn ưng thì có thể liên hệ đặt hàng theo số điện thoại 0979918996. Địa chỉ mình ở chợ sắt Hải Phòng và nhận giao hàng toàn quốc. Đôi Soli này nó cao tầm 1m nhé. Chiều ngang của nó là 38 và chiều sâu là 24cm. Cái dòng này là hàng xuất. Tuyến hoa còn rất là đẹp nhé, rất là mới luôn. Giá bán 5.500.000 đồng. Mình sẽ quay đằng sau. Đây Soli 571 rồi, trở kháng là 8 ohm, công suất 200W. Còn rất là nhiều những cái sản phẩm loa Nhật và âm ly Nhật bãi các loại. Các bạn ở xa thì có nhu cầu về mua sắm cái gì thì liên hệ trực tiếp để đặt hàng. Còn những bác ở gần thì có thể qua trực tiếp cửa hàng mình để xem. Còn cái đôi Soli này thì mình bán là 5.500.000 đồng. Cả các tuyến loa cũng đầu tiên là mới. Vâng, sau đây thì mình xin dừng clip tại đây. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.